cuộn nó vào để mà lấy. Cái nào ấy kìa, cho nó giải giải ra như thế này này. Các bạn cuộn. Cuộn nó vào. Này có xiên nhiều nữa không? Thế thôi. Con chỉnh lại cái này, con bò mới chỉnh lại để cầm dễ hơn. Ô, thịt bò với lợn nó chín khác nhau đấy. Phải xiên riêng ra nhé. Thì bò phải xiên à? Đây, mình nắm. Nếu không tìm được thì cầm rồi đâu. Không, đang tay rồi. Hello. Mẹ bảo. Lại chim. Lại chim đi. Tôi đừng có lại chim. Đây là phải cô nhìn chung cái cảnh đây. Ta có cái gì mà nướng chưa đây này? Thịt bò này nó thái để mình ấy. Để nướng rồi lấy ít. Ít thôi, đấy mỗi cái độ khoảng 5 miếng này thôi. Nó không gió thì dưới lên này chú Kiên. Nó bị tắc cái gì nữa. Ừ. Đấy phải quạt từ dưới đi quạt lên. đang live stream hả? Cái này nó vào cái nước nó vào đây. Đề nghị các bác xinh tươi quay mặt ra đây cái. Có nước tiết là xinh đẹp. Tiết là xinh đẹp. Mình đi vào trong nhà, mình quay trong nhà. Mm-hmm.